để đầu tư chi phí cho một chiếc máy băm cỏ thì chắc hẳn các bác cần phải đắn đo rất nhiều, có đúng không ạ? Từ là lựa chọn chi phí máy ra sao để phù hợp với mô hình chăn nuôi của mình, hay là chọn loại máy vừa tối ưu vừa hiệu quả, thậm chí là chọn chiếc máy đa năng một chút để giúp cho công đoạn chăn nuôi của mình tối ưu hơn. Để em Ngân đưa cho các bác một ví dụ thực tế nhất để các bác tính xem nhá. Nếu các bác đang chăn nuôi một trang trại bò sữa khoảng 30 con, tính trung bình một con bò một ngày sẽ ăn hết khoảng tầm từ 30 đến 40 kg cỏ tươi. Ngoài ra còn bổ sung thêm với canxi, phốt pho hay tinh bột và nhiều loại vi lượng khác. Phối trộn với nhau thì sẽ rơi vào khoảng 5 kg cám hỗn hợp. Vậy 30 con bò sẽ tiêu thụ khoảng là 1,2 tấn cỏ trên một ngày và 150 kg cám trên một ngày. Vậy các bác sẽ cần đầu tư một chiếc máy băm cỏ và nghiền cám phục vụ tối ưu cho 30 con bò. Với Ngần lấy thức ăn thì nên áp dụng thử với dòng sản phẩm máy băm cỏ nghiền 1T cưới từ Bình Quân. Chiếc máy băm cỏ nghiền 1T này có thể nghiền hơn 100 kg cám trong 1 giờ và hơn 600 kg cỏ tươi trong 1 giờ. Vậy chỉ cần khoảng gần 4 giờ vận hành cả nghiền cám và băm cỏ sẽ đủ để phục vụ cho 30 chú bò trưởng thành ăn trong vòng 1 ngày. Với hộ chăn nuôi gia đình mà chỉ sử dụng nguồn điện 220 V cũng như là mới chăn nuôi thì đầu tư em máy này với mức giá là khoảng 14 triệu đồng thì quá là hợp lý. Con bò thì sẽ cho khoảng 20 kg sữa trên ngày. Vậy 30 con bò thì sẽ cho ra 600 kg sữa trên một ngày, mà giá sữa nhà máy nhập là 14.000 một kg. Vậy một ngày sẽ thu về khoảng 8.400.000 tiền sữa. Tính ra chỉ với 2 ngày bán sữa thôi là các bác đã đủ sức để đầu tư em máy này rồi. Mà chăn nuôi về số lượng đàn càng lớn thì sự hỗ trợ từ máy móc càng cấp thiết hơn để giúp bà con có thể chế biến thức ăn nhanh chóng và tiện lợi. Mà không chỉ vậy nhá, ngoài thời gian vận hành máy cho ăn trong vòng khoảng 4 tiếng thì các bác vẫn có thể vận hành máy tiếp tục băm và cho ngày mai ăn, thậm chí là băm ủ chua cỏ để bò ăn dần trước những mùa khan hiếm. Các bác tính thấy hợp lý chưa ạ? Vừa chủ động trong công đoạn chế biến thức ăn, lại vừa tiết kiệm chi phí nhân công bằng cách là tự mình vận hành chiếc máy này và cho ra thành phẩm. Vậy các bác còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với em Ngân qua số điện thoại 0912342772 hoặc số 0915792332 để dình ngay em máy băm cỏ nghiền 1T này về trang trại của mình. Mà bác nào ấy vẫn chưa chọn được dòng máy băm cỏ phù hợp thì có thể bấm like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ em Ngân và theo dõi thêm nhiều dòng máy chăn nuôi khác nữa nhé. Máy nông nghiệp Bình Quân, trợ thủ đắc lực của nhà nông.